Chào mừng các bạn đến kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử ông Lê Văn Thành, bí thư thành ủy Hải Phòng. Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962 là một người hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước Việt Nam và công tác đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông hiện là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, bí thư thành ủy Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 và bí thư thành ủy Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và là chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Về lý lịch học vấn, ông Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 1997 và ngày chính thức là 24 tháng 6 năm 1998. Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế Quốc dân, cao cấp lý luận chính trị. Về sự nghiệp: từ tháng 2 năm 1988 đến tháng 5 năm 1998, ông là cán bộ kế toán, phó trưởng phòng kế toán tài chính nhà máy xi măng Hải Phòng. Từ tháng 6 năm 1998 đến tháng 3 năm 2003, ông là bí thư chi bộ, trưởng phòng kế toán tài chính, ban quản lý dự án xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 7 năm 2004, ông là phó ban quản lý dự án, phụ trách lĩnh vực kinh tế, chỉ huy trưởng công trình xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 11 năm 2005, ông là phó giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm phó ban quản lý dự án, chỉ huy công trình lắp đặt, chạy thử nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 5 năm 2006, ông là ủy viên ban thường vụ đảng, quyền giám đốc công ty xi măng Hải Phòng. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 5 năm 2009, ông là phó bí thư đảng ủy, giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng. Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, ông là ủy viên thành ủy, bí thư đảng ủy, giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án đô thị xi măng Hải Phòng. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010, ông là thành ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 5 năm 2014, ông là ủy viên ban thường vụ thành ủy khóa 14, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân khóa 14. Từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011, ông là đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013, ông học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 2 do Trung ương triệu tập tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014, ông là phó bí thư thành ủy Hải Phòng. Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14 đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ phó bí thư thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ bí thư thành ủy Hải Phòng. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Hiện giờ ông là bí thư thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.